bạn những ngày 20 tháng 10 này, các bạn đang thắc mắc là ai là người đau đầu nhất thì tôi sẽ nói chắc chắn là những ngày giờ. Quanh quẩn trong đầu cái ngày giờ lúc này là 20 tháng 10 sắp bước rồi. Một quả gì bây giờ mua ở đâu ưng ý nhất cho những người phụ nữ thương yêu bây giờ? Các chàng trai nơi công sở thì đang luôn hỏi mua gì cho ý nghĩa và tình tế nhất. Nhưng năm gần đây thì đến 20 tháng 10, cánh mày râu lại quyết định gọi đến hotline của Glenn Rose Food để được tư vấn về một bản thiết thực sang trọng nhất dành cho người phụ nữ họ yêu, với rất nhiều các sản phẩm nhập khẩu cao cấp sẽ chinh phục những trái tim của người phụ nữ, trong đó phải kể đến nhà hàng Stylus Card tại Glenn Rose Food. Chỉ cần cảm nhận mắt thường thôi, các bạn sẽ thấy những chùm nhà hàng Stylus Card này thấy sự đẳng cấp, quý phái, những chùm hoa long lanh như những viên ngọc giữa đất trời sẽ được hạng là sản phẩm hot nhất trong dịp 20 tháng 10 này. Và có biết tại sao nhà hàng Stylus Card lại được ví như một cái tên đầy kiêu hãnh vượt các loại nho của bạn? Đó chính là vị thơm của nho hàng Stylus Muscat vô cùng đặc biệt mà không phải nho nào cũng có được. Cả chùm nho sai chín tan khít vào nhau, quả to căng bóng xanh ngắt đều những chùm bắp chính. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy sự đẳng cấp của chùm nho hàng Stylus Muscat. Không chỉ vậy, độ ngọt brick thu được của mỗi trái nho từ 20-22% và chỉ duy nhất 20% nho trong vườn và nho tại Hàn Quốc đạt được tiêu chuẩn này. Chính vì những lý do này mà nho hàng Stylus Card được rất nhiều người yêu thích và trở thành một trong những sản phẩm xuất khẩu hàng đầu tại thị trường khó tính như Nhật Bản, Hồng Kông hay Mỹ. Sản lượng nho hàng Stylus Card tại Hàn Quốc không nhiều so với những nhu cầu của người tiêu dùng trên thế giới. Glenn Rose rất may mắn trong dịp 20 tháng 10 này đã có thể nhập được một pallet rất nhỏ dòng sản phẩm cao cấp này để phục vụ quý khách. Nho hàng Stylus Card chắc chắn sẽ là món quà hào hạng nhất mà bạn gái hay vợ hay mẹ các bạn nhận được trong mùa 20 tháng 10 này. Nho hàng Stylus Card tại Glenn Rose có giá là 899 đồng/kg. Ghé qua Glenn Rose ngay hôm nay vì số lượng có hạn các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.